Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Bình Giang do đồng chí Phạm Văn Tỏ, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Bình Giang. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hồng Văn. Kính thưa các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã và đang công tác tại trường trung học phổ thông Bình Giang, thưa các anh, các chị, cựu học sinh của nhà trường cùng các em học sinh thân mến. Cách đây 50 năm, tháng 9 năm 1961, trường cấp 3 Bình Giang riêng của Việt Nam và của khu vực gồm 5 huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Mỹ Hào, Ân Thi và Thanh Nghiệt được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương. Đang đợi 7 đến nay, trường đã có 50 lượt giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi và tiến sĩ thi đua các cấp, 12 lượt tổ chức môn được công nhận là bậc đại tiên tiến xuất sắc. Niềm tự hào lớn nhất của nhà trường chiến đấu ở các ban chiến trường, nhiều học sinh đã trở thành cán bộ trung cao cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt có hơn 200 học sinh đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trường Trung học phổ thông Bình Giang rất tự hào về thành tích học tập của thế hệ học sinh, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các thế hệ học sinh. Những thành tựu nổi bật mà nhà trường đã đạt được trong suốt 50 năm qua, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của tập thể các thế hệ thầy giáo, cô giáo và các thế hệ học sinh nhà trường. Thưa các thế hệ học sinh, trong không khí phấn khởi trong phần xương máu của mình ở mặt trận, và nhiều người đã trở thành giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư và nhà doanh nghiệp giỏi, vân vân, và trưởng thành trong các lĩnh vực công tác khác. Bước vào thời kỳ đổi mới, trường Trung học phổ thông Bình Giang. Của trường ngày hôm nay, và các bạn ngày hôm nay Phương Thủy cảm thấy những các bạn
có một niềm hứng khởi nào đó và đặc biệt là đã chờ đón rất lâu để đến với chương trình ca nhạc. Và thưa quý vị, để giới thiệu thêm một chút về chương trình ca nhạc này, Phương Thùy xin được giới thiệu tới tất cả quý vị khách quý, quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh để có một chương trình ca nhạc đặc sắc và thành công như ngày hôm nay. Thì Phương Thùy muốn nói tới một người đứng đằng sau chương trình biểu diễn, thực hiện chương trình này, đó là chị Hoa của công ty biểu diễn Biên Anh. Xin giới thiệu tới quý vị, chị Hoa là một người con quê hương của Bình Giang. Sau khi sinh ra và lớn lên và nuôi ước vọng để làm giàu cho quê hương mình, chị Hoa đã thành lập một công ty biểu diễn Biên Anh. Và công ty này đã tổ chức rất nhiều những sự kiện rất lớn và rất nhiều những show truyền hình rất lớn trong và ngoài nước, đã được bạn bè khắp nơi yêu mến và tin tưởng. Và đặc biệt ngày hôm nay với tấm lòng, đó là hình ảnh của một chàng trai với một giọng ca rất khỏe mạnh. Lời đầu tiên trong tháng lễ xin gửi tới các quý vị khách quý, các quý vị đại biểu, các thầy cô cùng toàn thể các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.